Rồi ok, xin chào tất cả các bạn nha. Nay mình cùng khai trương cái con xe cuốc Hitachi này E200 nha các bạn. Đây thì mình đã độ lên rồi nha các bạn. Cái cần nó gập sâu xuống rồi nha. Để cần lên nè. Dở cái cần lên rất là cao luôn nha. Nay mình đã độ lên rồi hết rồi nha các bạn. Đó, đây quay to. Nhúng cái lường ngay vậy tôi. Đấy, sẽ cho em nó chạy dài qua đây mình múc thử nha các bạn. Đó, con này ngay cái chỏ nó ti đồ ra ra được dài lắm nha. Rồi chính cái chỉ vào muốn hay vậy. Đất của bên này đất cát à. Lên trong đất cát không cứ dễ ra muốn rồi quá. Ôi lên một ngồi luôn. Rồi, cũng là có nó dính cái thằng muốn này. Đây thì bên đây phần cabin đầu vẫn để được một thằng lính vô luôn nha các bạn. À, mình đặt là thấy chưa, nãy dướng gác ghế đâu quá nha. Ui. Cái đất ngay cái đây ngay chân đất cát nè, thấy dễ có dễ đâu muốn gì hết ghê không. Con này mà thuộc xích chắc của mình vô xích của nó được luôn ha. Nè đây thấy không, nè đó thấy không,
móc dính cộng dây xích của nó thấy không. Mà đây xe nó làm lẹ lắm nha các bạn. Lên gãy rau muống được không đâu. Đầu giờ vô bát 2 nha. Nãy giờ bát 1, giờ vô một bát nữa nha. Gì ta? Gửi ra muốn. Đó nào. Con này dở lên cao lắm nha các bạn. Đó. À, ê, xuống nước luôn à. Đất này ở đây đất bơm cát kìa, cũng quá cứng. Quá trình lên mà dễ ra muốn luôn á. Lên dễ ra muốn luôn á. Rồi mình xin tạm dừng video đây các bạn ơi. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha.